ấy, cẩn thận nhờ vấp ngã. Đã bao lần bạn suýt vấp ngã trong bóng tối khi lần mò tìm công tắc đèn, giờ đây bạn sẽ không bao giờ bị bỏ lại trong bóng tối nữa. Chúng tôi xin giới thiệu đến bạn một giải pháp chiếu sáng thông minh sử dụng công nghệ cao giúp chiếu sáng bất kỳ khi nào bạn cần. Bạn hãy xem này, bộ cảm biến bằng tia hồng ngoại của Redline sẽ phát hiện ngay khi bạn bước vào phòng và tự động kích hoạt bóng đèn phát sáng soi rõ đường đi cho bạn. Tôi chỉ cần mở cửa đi vào phòng, đèn tự động bật sáng, tuyệt. Nó biết mình phải làm gì, nó quả là những chiếc đèn thông minh và hữu ích vào ban đêm. Các diode phát sáng tối tân thể hiện sự vượt trội so với bóng đèn sợi đốt và huỳnh quang thông thường. Redline còn cung cấp ánh sáng dịu êm, đủ soi đường nhưng không chói mắt. Tôi rất an tâm khi sử dụng đèn cảm ứng Redline trong phòng bé. Nó tiện lợi hơn hẳn những loại đèn ngủ thông thường bởi tính năng tự mở và tắt, quá hay. Không giống như các loại bóng đèn thông thường, công nghệ LED của Redline rất bền nên bạn không lo bóng vỡ khi vô tình đánh rơi. Giờ đây lối hành lang và cả cầu thang đều được chiếu sáng hợp lý. Phòng tắm được bật sáng khi bạn phải sử dụng vào ban đêm, thậm chí phòng ngủ được chiếu sáng khi bạn bước ra khỏi giường mà không đánh thức người bên cạnh. Bạn không còn phải chạm đến công tắc khi đã có Redline. Redline cũng thể hiện sự tiện lợi vượt trội khi được bố trí chiếu sáng cho tầng hầm, tủ chén, phòng đựng đồ hay thậm chí cả gara để xe. Khi bạn đã hoàn tất mọi việc ở những nơi đó, Redline sẽ tự động tắt. Bạn sẽ tiết kiệm năng lượng, không phải tốn công lắp đặt cầu kỳ và cũng chẳng có dây điện loang quang. Redline sử dụng dòng điện một chiều đảm bảo tiện lợi cho người dùng. Bóng cứng cáp nên phù hợp cho các mục đích chiếu sáng ngoài trời. Vì thế bạn có thể sử dụng chiếu sáng bất cứ nơi nào bạn thích, như cho lối đi, trong vườn, cạnh bể bơi. Redline cũng giúp bạn cảm thấy an toàn hơn vì mỗi lần về muộn, đường đi được chiếu sáng. Buổi tối khi tôi về nhà muộn, bước ra khỏi xe, Redline tự động bật sáng trên lối đi vào nhà và cửa trước. Điều đó làm tôi cảm thấy an toàn hơn rất nhiều. Hãy quên đi những ngọn nến khi bóng đèn điện bỗng nhiên vụt tắt, bởi giờ bạn đã có đèn cảm ứng Redline. Những vị khách không mời này sẽ không có cơ hội rình mò bên ngoài nhà bạn, bởi Redline sẽ lập tức tố cáo sự có mặt của bạn. Có thể bạn phải tiêu tốn hàng trăm đô la cho công nghệ LED để chiếu sáng cho ngôi nhà và tốn một khoản khá khá nữa để chiếu sáng. Hãy gọi ngay cho Best Buy để bạn được sở hữu một hệ thống chiếu sáng thông minh không cần lắp đặt, mang tên đèn cảm ứng Redline với giá rẻ hơn rất nhiều các hệ thống khác. Hấp dẫn hơn, nếu là khách hàng nhanh chân, bạn sẽ được tặng miễn phí 2 đèn khi mua 1 đèn. Chúng tôi đảm bảo hoàn tiền lại trong vòng 7 ngày nếu quý vị không hài lòng với sản phẩm.